Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên Youtube Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 123 của bộ truyện Đại đạo chi thượng của tác giả Trạch Chư Quay giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha à, Trước khi bắt đầu tập 123 chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha Ở tập trước thì à, vô vọng phủ quân tới lấy cái cây bút phán quang sau khi thử uy lực của cây bút này thì đã kinh động đến quỷ thần ở âm phủ đuổi giết thì vô vọng phú quân đành phải đem theo vô vọng thành chạy trốn thì trần thực sau khi nhiều lần theo dõi không thấy vô vọng thành xuất hiện nữa thì nên đã lên đường đi tới thanh châu tìm cái ngôi miếu của lý thiên thanh thì lúc tới nơi thì hắn cùng với lý thiên thanh đàm đạo những cái chuyện xảy ra gần đây đêm hôm đó lúc mà trần thực chuẩn bị đi ngủ thì lý thiên thanh chợt tỉnh lại, leo lên cái con ngựa, um, leo lên cái con xích thú con con ngựa màu đỏ đỏ rực để đi tiêu diệt tà túy rồi xông vào trong thành uh, Thanh Châu để chém đức và hồn phiên, gây náo động uh, toàn thành luôn. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đầu hữu theo dõi nội dung của tập 123, của bộ truyện Đại đạo chi thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha các đạo hữu nhớ nhấn like chia sẻ rộng rãi cái bộ chuyện này đến nhiều người biết hơn nữa nha à, bình luận thả tim rồi à, bàn luận chuyện này nọ để sôi động lên à, à, coi như là một cái ủng hộ thiện một cách miễn phí rồi à, cuối cùng là đăng ký kênh để à, à, theo dõi cái bộ chuyện à, và nhớ là bật cái nút à, cái chuông để mỗi lần có tập mới thì sẽ thông báo đến à, chư vị nha rồi cuối cùng thì Chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Lý Thiên Thành nói rằng đoạn thời gian trước, mỗi đêm đều có tà túy tới ám sát hắn. Nhưng mà trong ngôi miếu tài thần, luôn có đào ký kém tan tành cái bọn tà túy đó chiến ý trong miếu tài thần vô cùng mạnh mẽ thậm chí có thể hình thành ảo tượng đau sơn quả hải trong tâm trí của trần thực e rằng bất kỳ tà túy nào cũng không dám tới gần ấy vậy mà vẫn có những tà túy xông vào trong miếu mưu toàn giết chết lý thiên thanh cái điều này chứng tỏ rằng những tòa túy này là do con người ta điều khiển nói cách khác có kẻ đứng sau thao túng bọn tà ma Sư chúng tới giết chết Lý Thiền Thanh Anh mặt Trần thực lóe sáng Thao túng tà ma sao Ai có bản lĩnh này <laughs> Cái người này Có thể điều khiển bao nhiêu tà ma chứ Hắn đột nhiên nhớ đến cảnh tượng trên đường Vùng đất Thanh Châu bị tà khí bao trùm Tà túy nhiều vô số kể Ba ngày cũng dám xuất hiện liệu những tà túy ấy có phải là cũng bị người ta thao túng hay là không nếu không tại sao bọn chúng lại xuất hiện cả vào ban ngày trong thành thanh châu giờ đây hỗn loạn vô cùng cái tiếng la hét vang khắp nơi trên bầu trời khí thanh long lượn lờ đó là hiện tượng do cái luồng đao quang sắc bén chém xuống luồng đao quang chỉ lóe lên một cái rồi biến mất chỉ còn lại khí thanh long trên không trung càng lúc càng phai mờ một đau này Lợi hại thiệt Trần thực tháng phục Trong lòng lại tập phần tò mò Lý Thiên Thanh trên đường đã giết không ít tà ma Không lẽ trong thành Thanh Châu Cũng có tà túy Trà trộn vào sao Dạng hồn phiên Cũng thuộc về tà túy sao Vì sao cũng bị hắn chém đi chứ Hắn vừa định tiến tới Thì bỗng nghe tiếng vó ngựa từ xa vang lên Một cái luồng nhiệt khí ập tới Lý Thiên Thanh cởi ngựa phóng qua trước mặt Gió cuốn theo có lửa hừng hực Trần Thực nhìn theo Chỉ thấy trong tay con hắn mang theo một cái đầu người Phía sau còn có vô số ngân phiếu Vàng bạc châu báu bay theo Cùng với hắn cuốn bụi mà đi Trần Thực trợn mắt há hốc mồm Thì ra Hoàng Thánh Đế Quân Là cái loại tài thần này Hắn lao nhanh đuổi theo Bỗng nhiên phía sau có người hô lớn Diệm tỷ sứ đại nhân đã bị giật xích mã giết hại rồi. Cô giận của Diệm tỷ sứ đại nhân đã bị giật xích mã cướp sạch trôi. Thành Thanh Châu nhiều cao thủ, không ít người phốc xứng ra nguyên thần, bay khắp nơi tìm kiếm tung tích của giật xích mã. Vậy mã của lượn đao quan nhanh như là thanh long kia chém đứt cả vạn nguồn phiên, không ai dám đuổi theo quá gần. Đuổi mãi mà khoảng cách lại càng ngày càng xa trần thực ra sức chạy theo cái con xích mã kia chỉ thấy mỗi lần lý tiên thanh vung đau thì một cái đầu tà túy lại rơi xuống ngựa chạy vô cùng nhanh dù trần thực đã đẩy hết tốc độ lên đến cực hạn nhưng cũng không thể theo kịp một người một ngựa kia bỗng nhiên có một thôn trang hiện ra trước mắt tốc độ của lý tiên thanh chậm lại đôi chút phía sau những ngọn núi vàng núi bạc cùng với ngân phiếu theo bay theo hắn từng khói bạc Rơi xuống đáp vào trong sân Của những căn nhà trong thôn trang kia Trần Thực Bổng ngơ ngẩn Phải chăng miếu tài thần này Đang thờ một cái vị tài thần Chuyên cướp của người giàu Chưa cho người nghèo sao Hắn tiến nhanh về phía trước Chỉ thấy Lý Tiên Thanh cởi xích mã Phân phát khắp nơi Đem hết vàng bạc châu báu trong kho Của diêm ti sứ Chưa cho dân lạng ven đường Mỗi hộ đều được nhận vài chục lượng bạc chạy suốt cả đêm lý thiên thanh đã tán hết tài sản cái con xích mã lao thẳng về miếu tài thần khi tới gần miếu tốc độ của xích mã dần dần chậm lại trần thực nhanh chóng đuổi kịp chỉ thấy lý thiên thanh phóng mình xuống ngựa cái con xích mã đó hí vang lên một tiếng chân dẫm lên ma hỏa của địa ngục rồi nhảy xuống u minh địa phủ mà biến mất không theo bóng dáng lý thiên Thành vươn tay bắt lấy cái luồng thanh long chi khí bay quanh người hóa thành một thanh trường đao rồi ném về phía trần thực trần thực đón lấy nhưng mà thanh trường đao vừa rơi vào trong tay hắn lập tiếp biến trở thành một luồng thanh long chi khí bay quanh người hắn lý thiền Thành vứt luôn cái đầu của diêm ti sứ xuống trần thực vội vàng đón lấy nhìn rõ đó là một cái đầu người liền tứ tóc vận dụng u tuyền vô long kiếm ném cái đầu đó vào trong âm phủ hắn lúc này mới chú ý rằng đôi mắt của lý thiền thanh hóa ra vẫn đang nhắm lại Lúc này Trần Thực mới để ý rằng Lý Thiên Thanh suốt cả quãng đường cởi ngựa đi nghìn dẫm Chém không biết là bao nhiêu tà ma Thậm chí còn đột nhập vào trong Thanh Châu Thành Để chém chết diệm tỳ sứ và cấp sạch kho vàng Nhưng mà y lại luôn luôn nhắm mắt suốt cả hành trình Lý Thiên Thanh bước vào trong miếu dáng đi uy nghi như là long hành hổ bộ Hoàn toàn không giống với phong thái trước đây thẳng tiến về phía bàn thờ trong miếu. Trước khi tới bàn thờ, hắn xoay người từ từ mở mắt ra. Một cái luồng ánh sáng trắng bừng lên trong cái căn miếu tối tăm. Hắn nhìn ra bên ngoài, nơi sông núi trùng trùng, cái giọng trầm thấp, khàn khàn. Dạng sơn này, sao mà đầy rẫy tà loạn, chính khí chẳng lưu hành, yêu nghiệp phương nào làm loạn thế gian cơ thể của hắn khẽ chấn động một cái luồng khói xanh bay lên nhập vào trong bàn thờ lý thiên thành lão đạo ngã xuống trần thực nhanh chóng tiến lên đỡ lấy hắn từ từ đặt hắn nằm xuống trên cái tấm chăn lý thiên thành chìm vào trong giấc ngủ sâu luồng thanh long chi khí đang bay quanh trần thực cũng tự động bay lên nhập vào trong bàn thờ đúng lúc đó từ bên ngoài truyền đến cái tiếng vỗ cánh Trần Thực nhìn ra Chỉ thấy rất là nhiều thiên thính giả Với đôi tay lớn đang từ trên cao đáp xuống Hạ cánh quanh miếu tài thần Từng người một viết viết vẽ vẽ Ghi chép lại cái gì đó Trần Thực động tâm Lập tức triệu hội U tuyền du long kiếm Phả một hơi nhẹ U tuyền du long kiếm hóa thành một chú chim nhỏ Bây tới sau lưng của một thiên thính giả Âm thầm quan sát nội dung ghi chép của gã Cái vị thiên thính giả này ghi lại tất cả mọi hành động của Lý Thiên Thanh. Trong đó viết, Thiên Thanh cởi xích mã, mang thanh long chi khí, chém tạ túy 17 tên, đem nhập thanh lâu thành, phá cửa thành, chém vạn hồn phiên, Diện diệm tỷ sứ lữ tùng, đọt tài mà đi. Thiên Thanh dẫn tại tới các thôn làng, thương thuật, hà âm, các gia, phân phát tiền bạc cho dân làng. Nghi phạm trần thực cũng sức miếu, theo dấu mà đi, sau đó trở về miếu Kiệu kiếm hóa chim bay ra phía sau ta quan sát ghi chép của ta ta giả bộ không biết nghi phạm vẫn đọc nghi phạm đang tiến lại gần đứng sau lưng ta nghi phạm đang giơ tay lên trần thực lập tức đánh ngất cái vị thiên thính giả đó lật xem ghi chép của thiên thính giả này từ trước đến nay mỗi đêm từ khai cửa miếu tại thần phát ra ánh sáng khiến cho thiên thính giả chú ý tới lý thiên thanh đã trở thành đối tượng bị giám sát chặt chẽ bởi sáu thiên thính giả trần thực tiếp tục lật xem thiên thính giả trung thành ghi lại phát sinh từng ngày từng đêm xảy ra trong miếu từ những cái gì mà lý thiên thanh nói tới sinh hoạt hàng ngày của hắn thậm chí là cũng ghi lại tình cảnh tà tí đột nhập vào trong miếu mưu sát lý thiên thanh đêm canh năm có người như yêu tà dẫn tà tí vào trong miếu ánh sáng xanh bừng lên tà túy bị chu diệt đêm canh năm yêu nhân lại tới dẫn 10 tên tà túy vào trong miếu đêm canh năm yêu nhân lại tới nữa trần thực lật qua một lượt trong lòng thầm nghĩ quả nhiên có kẻ có thể khống chế tà ma mà hơn nữa cứ mỗi đêm canh năm lại tới ờ giờ thì hình như cũng gần canh năm rồi ngay khi hắn nghĩ tới đó thì bỗng thấy một người lơ lửng trên không nhẹ nhàng đáp xuống trước miếu cái người này mặc đạo bào màu đen hạ xuống đất tay kết ấn trước ngực Kiệu hồi lập tức có năm con quỷ bay tới bày trận trước tế đàn người mặc áo đen làm phép trên tế đàn Trận mấy chống cái bầy tà túy ùng ùng kéo tới từ phương xa cái người áo đen chỉ tay về phía miếu tại thần cái đám tà túy này lập tức lao vào trong miếu trong miếu ánh đào lóe lên cái bọn tà túy liên tiếp bị hạ sát không thể nào tiếp cận được với lý thiên thanh thế vậy cái người áo đen khẽ câu mày ngay lập tức định xông vào trong miếu từ đột nhiên từ trong miếu vang lên cái tiếng chó sủa của hắc oa người áo đen không chần chờ nữa mà từ tế đàn phóng mình bay lên giữa không trung không biết là thi chuyển cái loại pháp thuật gì áo choàng đen chấn động rồi là giống như một con dơi lớn bay đi trong đêm Trần Thực lập tức động tâm niệm Ưu tiện du lông kiếm quá thành Cái con chim nhỏ bay theo cái người áo đen Người áo đen Bay qua thanh châu thành Rồi bất chợt rơi xuống trong thành Rồi biến mất không thể dấu vết Trần Thực khẽ nhíu mày Thu hồi ưu tuyền du lông kiếm Khi trời sáng Lý Tiên Thanh tỉnh dậy Vương vai một cái thoải mái Ngáp dài một cái rồi cười Nói Đêm qua là đêm ta ngủ ngon nhất trong khoảng thời gian này á. Gần đây ta luôn lo sợ sợ rằng sẽ có người đến chém ta. Nhưng kể từ khi tiểu thập người tới ta mới có thể yên tâm mà ngủ á. Truyền thực sau khi đứng dậy thì lập tức kể lại toàn bộ cái chuyện xảy ra trong đêm qua cho Lý Tiên Thanh nghe. Lý Tiên Thanh kinh ngạc không dám tin vào những gì đã xảy ra. Truyền thực lấy cái ghi chép của thiên thính giả ra Lý Tiên Thanh lật dở và đọc bên ngoài sân hất qua cũng đã dậy sớm nhóm lửa nấu cơm mấy cái đứa hoàng tinh cùng với ô đầu cũng tới giúp nhóm lửa hoàng tinh bắt một con ô đầu định đưa vào trong lò khiến cho ô đầu kêu la hai bên lại đánh nhau chí chóe hất qua không kiên nhẫn nữa mà tóm lấy một tên hoàng tinh cắt một lát trên đầu của nó rồi ném vào trong cái nồi để nấu canh cái con hoàng tinh bị cắt mất một nửa đầu sợ hãi khóc trống lên những con hoàng tinh và u đầu khác cũng co rúm lại, run rẩy, nép vào trong góc tường. Cuối cùng cũng yên lặng. Lý Thiên Thanh đọc xong ghi chép, không khỏi kêu lên. Nhẫn đêm qua, ta lại làm những cái chuyện kỳ quái tới như vậy sao? Mặc dù đã đọc qua ghi chép của thiên thính giả, nhưng hắn vẫn khó mà tin nổi sự thật. Hắn đi qua đi lại một lúc, đột nhiên dừng bước hỏi Người muốn tới giết ta là ai chứ? Tại sao hắn lại muốn giết ta? Không lẽ ta bị ý chí của quan thánh đế quân kiểm soát giết chết người thân của hắn sao? Không đúng, không đúng Ngay khi ta bị ý chí của quan thánh đế quân điều khiển kẻ đó đã chịu tập tạo tí tới hại ta Điều đó chứng tỏ không phải ta đã giết người thân của hắn Trần Thực suy nghĩ rồi lại nói Kẻ này có thể điều khiển tà ma không lẽ là do quan thánh đế quân giết chết bọn tà ma nên đã chọc giận hắn và dẫn tới sự trả thù sao lý tiên thanh lắc đầu vì ta giết tà tí mà hắn lại muốn giết ta sao tà túy cũng có thể là do hắn nuôi dưỡng sao hắn nói tới đây đột nhiên ngừng lại cùng với trần thực liếc mắt nhìn nhau trần thực nói vụ lục nam của ấy có thể sáng tạo ra tà túy khống chế tà túy nữa lý thiên thành nói thành châu áp dụng luật pháp nghiêm khắc dẫn tới số lượng tà túy rất nhiều nên có kẻ đã lợi dụng tình thế này thả tà túy của nam phái vào trong đám tà túy tự nhiên trần thực nói người bị ý chí của quan thánh đế quân điều khiển đã giết rất là nhiều tà ma trong đó có cả tà túy mà cái kẻ đó nuôi dưỡng làm hỏng đại kế của hắn vì vậy hắn muốn giết người nhưng hắn nuôi tà túy để làm gì lý thiên thanh gật đầu rồi đột nhiên nói nếu không đêm nay người ngủ còn ta sẽ thức để ý chí của quan thánh đế quân kiểm soát người ta sẽ quan sát xem có chuyện gì xảy ra trần thực với cái tính canh trẻ con cũng háo hức đồng ý ngay cả hai lập tức nhất ký hành động trần thực tiếp tục điêu khắc tượng ở trong ngôi miếu nhỏ và vẽ phù lục Tới khi đêm xuống Trần thực ăn tối xong Lập tức đi ngủ sớm Lý Thiên Thanh thì Giữ vững tinh thần cảnh giác Vận hành thần khâm sâu đầu Phát ra thần quang chối sáng xung quanh Chờ đợi đến giờ tí Khi mà giờ tí sắp tới Thì đột nhiên có một luồng âm phong thổi tới Lý Thiên Thanh trùng mình lạnh toát Trong lòng thầm nghĩ là không ổn Cái luồng âm phong này Không giống thần linh mà lại mang theo ký tức của âm phủ trong giấc mộng trần thực bỗng nhiên nhìn thấy vô vọng phủ quân từ trong bóng tối bước ra khiến hắn giật mình hỏi ê phủ quân tại đâu mà tới vậy vô vọng phủ quân đáp lễ nói ta mới ngày nay cánh nế quỷ thần âm phủ kỳ sát không có chỗ nào để đi nữa nghĩ rằng có thể đến ẩn nấu ở chỗ của Trần Dương, xin Trần Dương cho tại chú ngủ. Trần Thực biến sắc, quát lớn: "Phủ quân, thật là hậu độ, người mau đi ra ngoài đi, chậm thì xin biến đó." Vô vọng Phủ quân còn đang hoang mang, thì đột nhiên trong giấc mộng của Trần Thực phát ra một tiếng sắc, nước thành một cái mảnh vực thẳm sâu không đáy. Dưới đáy vực thẳm chính là một thức hải mênh mông, vô số tư tưởng đang cuộn trào trong đó vô vọng phủ quân há hốc miệng kinh ngạc chỉ thấy trong vực sâu ấy có từng con ma thần âm phủ vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ đang trèo lên từ xa đã có những cái móng vuốt sắc bén xúc tu và cái đầu lưỡi thè ra đang hướng về phía hắn vô vọng phủ quân đã mệt mỏi sau nhiều ngày trốn tránh quỷ thần âm phủ cứ ngỡ là có thể trốn tạm trong giấc mộng của trần thực nào ngờ những ma thần trong ý thức của trần thực còn nhiều hơn cả những kẻ truy sát hắn hắn quyết định nhanh chóng vung cái cây bút trong tay lên và đám mạnh vào trong giấc mộng của trần thực cố gắng thoát khỏi vượt sâu trong thức hải nhưng mà những móng vuốt đó những cái đầu lưỡi và xúc tu đó đã kịp cuốn lấy hắn kéo hắn về phía vượt sâu đồng thời từ trong vượt sâu cũng có những ma thần đang leo lên Vô vọng phủ quân âm thầm kêu khổ thế ma thần đầu tiên sắp trèo ra được khỏi vượt sâu rồi thì đột nhiên trong giấc mộng của trần thực vang lên một tiếng lông ngâm một cái luồng đao quang lóe lên cắt đứt hết thể móng vuốt xúc tu vào đầu lưỡi vô vọng vũ quân chụp lấy cái cơ hội này lập tức thoát ra và bay ra khỏi giấc mộng của trần thực hắn nhìn về phía đao quan chỉ thấy có một vị thần nhân mắt phượng mày ngài mặt đỏ như là quả táo bước vào trong giấc mộng của trần thực vung một đao chém xuống vực sâu thức hải những ma thần trong vực sâu bị chém rơi xuống vực sâu rầm rầm đóng lại Vô vọng phủ quân không dám dừng lại Dù chỉ làm một khắc Lập tức bỏ chạy Trong lòng kiếp sợ hơi tột đổ Ờ Ở trong cơ thể của Trần Dương Rốt cuộc đang ẩn trước yêu vật gì vậy chứ Lý Thiên Thanh còn đang nghi ngờ nhìn Trần Thực Thì đột nhiên thấy giữa ấn đường của Trần Thực Có một luồng âm phong thổi qua Ngay sau đó Trần Thực đứng bật dậy Khiến hắn giật mình quán sợ Quen một tiếng Trần Thực bay ra khỏi đại điện Lý Thiên Thanh vội vàng đuổi theo Lao ra bên ngoài điện Một con xích mã Chân dẫm lên ma diễm địa ngục Phóng tới từ âm phủ Trần thực xoay người lên ngựa Thân hình được quấn quanh bởi thanh long Hoàng tinh và ô đầu trong miếu Đã quá là quen với cảnh tượng này Chỉ liếc nhìn một cái Rồi lại tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ Tí ngựa hí vang lên Một tia ánh sáng lóe lên Trần thực thúc ngựa lao đi Lý Thiên Thanh lập tức đuổi theo Chỉ thấy Trần thực cởi ngựa Như là cắt qua mọi chướng ngại vật Bất cứ tà túy nào xuất hiện trên đường Đi bị hắn chém gục trong một nhát đau Lý Thiên Thanh cố sức đuổi theo Chỉ thấy Trần thực cởi ngựa Lao về phía một huyện thành Dưới quyền cai trị của Thanh Châu Khi hắn tới được quyền thành này Nơi đây đã rơi vào trong cảnh hỗn loạn Cửa thành đã bị một nhát đao chém bay Và hồn phiên cũng bị chắc đôi Trong thành có người hét lên Quyện thế gia chết rồi Quyện thế gia bị người ta giết chết rồi Tiếng ngựa lợp cộp lợp cộp vọng tới Lý Thiên Thanh trợn tròn mắt Chỉ thấy trong ánh lửa Trần Thực ngồi trên lưng con suýt mã Đeo chéo có thành lòng đau tay kia xét theo đầu của huyện lệnh Phóng qua hắn như là một cơn gió Sau lưng của Trần Thực Vàng bạc châu báu và ngân phiếu tung bay theo gió Giống hệt Như ghi chết của thiên tính giả luôn Lý Thiên Thành vội vàng đuổi theo Nhưng mà tu vi của hắn thấp hơn trần thực rất nhiều Không thể bắt kịp được Hắn quyết định Quay về miếu tại Thần trước Chờ đợi đến khi trời sáng Thì trần thực trở về Ném cái thanh lòng đao và chiếc đầu người cho hắn Rồi lại lăn ra ngủ ngay lập tức Lý Thiên Thành sắp xếp cho trần thực ngủ ngon sau đó thi chuyển vạn lý phi kiếm thuật Biến thành cái cây châm của mình Thành một con ruồi Rồi bay ra bên ngoài miếu Đợi tới lúc trời rần sáng Cái gã nam nhân áo đen đúng hẹn mà tới Kêu tập tà túy tấn công ngôi miếu nhỏ Nhưng mà không thành công Đành phải thất vọng rời khỏi Mà không hề nhận ra được Có một cái con ruồi đang bò trên đôi giày của mình Khi mà trời sáng Trần thực tỉnh dậy Tây Lý Thiên Thanh đang giặt y phục bên ngoài sân Hắn nói Người tới hôm qua giết người Nguyên người của ngươi Dính đầy máu rồi Ngươi cởi ra đi Để ta giặt giúp ngươi Trần thực ngửi ngửi tay của mình Quá nhiên là có mùi máu tanh Lập tức vội vàng cởi ra Lý Thiên Thành ngâm cái bộ y phục bẩn của hắn vào trong nước Nói May mắn không phụ lòng Ta đã tìm được hang ổ của cái kẻ đó rồi Ngươi cứ rửa mặt trước đi Để ta giặt xong y phục ăn sáng xong rồi chúng ta sẽ đi xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào sáng sớm ở thành thanh châu nha dịch đang dán cáo thị tại cổng thành thời gian cũng không còn sớm nữa vào canh ba canh tư thì xe phân đã rời thành còn thương nhân kéo theo rau củ quả thịt trứng vào trong thành để chuẩn bị buôn bán tới lúc này cổng thành đã nhộn nhịp ngựa xe qua lại trên bảng cáo thị Thứ tự truy nã đã có sự thay đổi Cái kẻ cái kẻ cướp cởi ngựa lửa Lại có thêm một người nữa Chính là cái cảnh tượng trần thực cởi ngựa Giết quyền lệnh Xếp ở vị trí thứ hai trong danh sách truy sát của Thanh Châu Lý Thiên Thanh vẫn đứng ở đầu bảng Phần thưởng cũng rất là nhiều Một nha dịch trẻ tuổi Vừa mới dán xong bức họa của trần thực Thì cái lão nha dịch bên cạnh đẩy đẩy vào trong hông Cho hiệu bằng ánh mắt Nghe dịch trẻ tuổi nhìn theo hướng của lão chỉ Lập tức thấy hai cái kẻ đứng đầu Và thứ hai trong danh sách truy nã Đang đi về hướng bên đây Hắn vừa vàng nhìn bản thông cáo thị Rồi lại quay sang nhìn hai người Quả thật là cái kẻ đứng đầu Và kẻ thứ hai Hai thiếu niên đều tầm khoảng 12-13 tuổi Cái tên đứng đầu Mặc áo cử nhân màu trắng Viền đen Thắt lương buộc một dải lụa đỏ Trên đầu thì đội cái mũ bạch kim còn cái tên thứ hai Mặc áo cử nhân màu xanh nhạt Viền tím Thất lưng buộc một dải lụa đen Đầu đội mũ vàng kim Hai cái người này mặt mày sáng sủa Chỉ nhìn từ cái vẻ bề ngoài Không có chút gì giống với cái bọn cướp hung ác Cởi xích mã hết Cả hai bước vào trong thành Một kẻ tò mò Muốn đi xem bản cáo thị Còn cái kẻ kia thì cẩn trọng hơn một chút Kéo tay hắn dẫn sang hướng khác nha dịch trẻ tuổi lập tức rút đau định lao tới bắt giữ nhưng mà bị lão nha dịch tát một cái ngã xuống đất quát người không muốn sống nữa sao người không cần mạng nhưng mà ta lại cần nha dịch trẻ tuổi ném cái thanh đao sang một bên ôm một bên mặt khó hiểu nói hai cái tên tội phạm này ý tưởng bạc chắc chắn là rất nhiều á diêm tỳ sứ lữ đại nhân là cao thú thần hàng cánh còn bị hắn một đao chém chết người đi không phải là tự tìm chết sao Nha dịch trẻ tuổi nói Chúng ta gọi thêm người Lão nha dịch bực tức nói Bao nhiêu người cũng không đủ cho bọn họ giết Hơn nữa Bọn họ cướp bạc chưa cho dân làng Rất là nhiều dân làng đã nhận được không ít bạc Giờ danh tiếng của bọn cướp xích mã này rất là tốt Dân thôn quê để biết ơn họ Nếu mà người thật sự giết được bọn cướp xích mã này Người cũng đừng hồng mà sống Chắc chắn sẽ bị dân làng đánh chết đó Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh đi qua các con đường nhỏ tới trước một ngôi nhà. Cái nhà này không có lớn, có ba gian, gồm chín đường và một gian bếp. Là cái kiểu nhà của người thường, nhiều nhất cũng chỉ đủ cho bốn người ở, năm người thì có phần hơi chật chội. Tuy nhiên, Trần Thực và Lý Tiên Thanh nghe được cái tiếng thở trong sân. Trong nhà này có tới bảy người sống. Hai người đợi một lúc lâu ở ngoài sân thì lập tức có người đến mở cửa đó chính là cái nam nhân áo đen đã làm phép ở miếu tại thần vào canh năm mấy ngày trước. Người này thêm một bộ áo vải thô, chân đi có đôi giày rơm. Dù áo đã cũ nhưng giặt rất là sạch sẽ. Nam tử, tứ chừng hơn 30, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Trần Thực và Lý Thiên Thanh đứng bên kia. Sắc mặt biến đổi, định bỏ chạy. Lúc này, từ sau lưng hắn truyền đến âm thanh của một phụ nhân nói Đường gia cứ về ăn cơm chưa không hả Nam tử Đứng sững lại Không dám chạy Cố lấy dụng khí Nói Chiều này Ta không về đâu Nương tử Buổi chiều tôi thuộc tan học Nàng đi đón con nghe Ta E à, rằng không rảnh Hắn thấy trận thực của Lý Thiên Thanh Thì lập tức biết thân phận của mình đã bị bại lộ Hai người bọn họ thực lực mạnh mẽ Hắn chắc chắn là không phải đối thủ, nếu mà bỏ chạy e rằng sẽ liên lụy đến gia đình nên không dám trốn. Một phụ nhân bước ra, đưa cho hắn một gói lá sen, nhỏ giọng nói: "Ta chuẩn bị cho chàng ít đồ ăn, bên trong có trứng gà và một miếng thịt, mấy ngày nay thấy chàng mệt mỏi, đừng để bản thân mình thiệt thôi." Nữ tử ừ ừ, rồi đẩy nàng vào trong nhà, nói: "Ta biết rồi." Nào mau vào trong đi Giúp ta chăm sóc phụ thân Trong nhà chuyện đến cái tiếng hô của một người già Phụ nhân quay lại phòng Có lẽ là để chăm sóc cho phụ mẫu già nua Nam tử giật giật khuyến mắt Cứ rắn đi về phía Trần thực và Lý Thiên Thanh Thân hình hắn cao lớn hơn hai người Nhưng mà lúc này lại run rẩy vì sợ hãi Trần Thực lạnh lùng nói Thành thật khai báo đi Người tên là cái gì Nam tử kia thân hình run rẩy đáp Loan địch thanh Người người tha cho gia đình ta đi Ta sẽ có hết mọi thứ Trần thực nhìn sang Lý Thiên Thanh Lý Thiên Thanh nói Ta không phải là kẻ ham giết chóc Trần thực mỉm cười Nói Ta cũng không phải là kẻ ham giết chóc Ta chính là một đại thiện nhân Nổi danh ở Tân Hương Loan Quynh Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện Loan địch thanh trung rẩy hỏi Đi, đi đâu? Dù hai người này đều nói không phải là kẻ ham giết chóc Nhưng hắn biết rất rõ bức họa của họ Vẫn treo trên bản truy nã Đứng ở vị trí hàng đầu Họ đã kết liễu không ít đại viên chức của Thanh Châu Lý Thiên Thanh cười Nói <cười> Người đi đâu? Chúng ta sẽ đi đó Loan Địch Thanh đáp Ta Ta làm việc cho dạng lâu gia Phải đi ra khỏi ruộng thuốc Ta làm dược nông của hỗn giảng phủ Trần Thực và Lý Thiên Thanh vô cùng kinh ngạc Luân Địch Thanh tuyệt đối là một cao thủ Cả hai đều từng chứng kiến thuật Ngũ quỷ bàn vận Thuật phi hành Cả cái thủ đoạn điều khiển tà vật của hắn Thực lực của hắn trong cảnh giới Nguyên Anh Cũng có thể nói là đỉnh phong Nếu thật sự vậy đấu tay đôi Trần Thực và Lý Thiên Thanh không ai dám chắc có thể là chiến thắng Ai mà ngờ rằng một cao thủ như vậy Lấy đi làm dược nông cho nhà giàu Trần Thực mỉm cười Nói <cười> Vậy thì chúng ta sẽ đi tới ruộng thuốc Lôn Địch Thanh Dẫn hai người đi ra khỏi thành Nước mắt không ngừng tuôn rơi Trần Thực kinh ngạc hỏi Lúc ngươi điều khiển tà vật tấn công chúng ta Không phải rất lợi hại sao Tại sao bây giờ lại khóc Lôn Địch Thanh nghẹn ngào Ta dẫn các người đi tới đó Ê rồi, Ta sẽ không sống nổi nữa Nghĩ tới cái việc nương tử và người già Không ai chăm sóc Nên ta mới khóc Lý Tiên Thành hỏi Nghe người nói chuyện Hẳn là người có học Người đã từng thi đổ khoa cử chưa vậy Lương Địch Thanh đáp Ta đã thi đổ rồi Là thứ tài của quyền đàn Thanh Châu Sau đó đổ cử nhân ở Thanh Châu Xếp hạng 11 á Lương Địch Thanh lau nước mắt tiếp tục Sau đó Ta dành dụm tiền trong suốt 2 năm Định tới Tây Kinh Thi Hy vọng là đổi tiến sĩ Nhưng mà khi đi qua Củng Châu Lại bị người ta lại, lại, bị người của Cũng Châu lừa hết tiền Còn bị bán vào trong nông trang nữa Thiếu một chút nữa là chết trong đó rồi Khó khăn lắm ta mới thấu ra được Đi xin ăn suốt dọc đường tới Tây Kinh Nhưng mà không có thi đổ Đành phải chờ hết vậy hắn nói tới chỗ thương tâm nước mắt lại rơi xuống trần thực cảm thông nói Hề hey, cũng châu chính là như vậy đó ta à ta có một vị bằng hữu cũng bị lừa hết tiền Bị bán vào trong nông trang lý thiên thanh liếc mắt nhìn hắn hỏi là cô nương nhà họ hồ, hồ sao trần thực vội đáp không phải là một vị bằng hữu cái người này ngươi không có quen đâu ngươi đừng có xe ngang Ừ, Lâm Địch Thanh, ngồi nói tiếp đi. Lâm Địch Thanh kể tiếp. Ta đành phải bỏ đi ký định đi thi ở Kinh Thành, trở về Thanh Châu. Nương tử ta đợi ta trở về, không cho ta nghèo khó. Tao tì đã đổ cử nhân rồi, nhưng vẫn phải ở nhà ăn không ngồi rồi. Sống dự dạo nương tử ta dệt giải để bán đi kiếm sống. Giờ lão già thấy tao khổ cực, nên kêu ta giúp hắn trồng thuốc. Lý Thiên Thanh hỏi dạng lão gia là ai vậy Cái người Không biết giờ lão gia ở Thanh Châu sao Lâm Địch Thanh ngạc nhiên Rồi lập tức tỉnh ngộ Ờ à, phải rồi Cái người là người ở chỗ khá tới mà Tất nhiên là không biết dạng gia ở Thanh Châu rồi Ở à, kia kìa Cái quán cháu bên kia Chính là của dạng lão gia đấy Trần Thực và Lý Tinh Thanh nhìn theo Chỉ thấy bên ngoài cổng Có một đại viện có bếp cháu Cháu đang được nấu có cả bánh bao vừa mới ra lò, còn được phủ một lớp vải mỏng, vẫn còn bốc hơi nóng. Sớm đã có rất là nhiều người đối khác xếp hàng dài đợi nhận cháu. Hàng người kéo dài không thấy điểm cuối. Có một người giống như gia đình đang giúp xếp hàng thẳng lối để tránh cho tình trạng hỗn loạn. Dạng phủ là gia đình thị lương nhất ở Thanh Châu. Gia chủ Dạng Thế Đức là đại thiên nhân của Thanh Châu. Lương Địch Thanh kể tiếp Dạng gia Thường xuyên phân phát lương thực Mở bếp nấu cháo cứu trợ hơn người nghèo Mỗi ngày Dạng gia phát cháo cơm Có tới hàng ngàn người xếp hàng chợ Vạn gia ở Thanh Châu cũng là một thế gia Lão tổ của họ từng là tuần phủ Thanh Châu Sau này chuyển sang kinh doanh Rồi phát đạt Ba người đi ngang qua bếp cháo Chuẩn bị rời thành Chỉ thấy dòng người xếp hàng nhận cháo và bánh bao Kéo dài mãi ra đến tận ngoài thành sau khi có tiền dạng gia mua thêm nhiều ruộng đất trong những năm thiên tai nhà họ lớn tài sản nhiều nên trong các năm thiên tai vẫn có thể vượt qua được còn những gia đình khác không có nền tảng vững chắc như vậy tới mùa năm thiên tai không sống nổi đành phải buộc bán bán đi đất đai dần dần ruộng đất của dạng gia càng ngày càng nhiều Lôn Địch Thanh nói Ta nghe người ta bàn tán trong quán trà Có cái nằm đói kém có một phụ nhân đi xin ăn nhan sắc cũng hơi khá một chút bị dạng lão gia nhìn trúng phụ nhân không chịu dân mình cho dạng lão gia khiến hắn ta nổi giận phụ nhân tại vì quá mất tiểu đi muốn giải quyết tiểu tiện ngay tại chỗ nhưng mà lại bị gia đình của dạng gia đuổi đi nói rằng không thấy tiểu tiện trên đất của dạng gia phụ nhân xin cơm này cũng có khí tiết chút ha tệ rằng là dù có nhịn đến chết đi nữa cũng không đái trên đất của dạng gia ba người tới bên ngoài thành nhìn ra ruộng tốt trải dài mênh mông không thấy bờ bến phụ nhân sinh cơm đó cứ vậy mà đi dọc theo một hướng từ sáng tới tối luôn đã đi được hơn trăm dặm rồi nhịn tới không chịu được nữa đi đi tìm một chỗ để tiểu tiện thì người ta nói với nàng rằng đây vẫn là đất của dạng gia lân địch thanh nói nàng lại tuyệt vọng hỏi còn phải đi bao lâu nữa mới rời khỏi đất của dạng gia thì người ta nói với nàng là nếu mà không ăn không uống phải đi thêm 10 ngày nữa thì mới có thể rời khỏi đất của dạng gia. Trần Thực ngạc nhiên thúc lên. Toàn bộ trưởng đất của Thanh Châu đều là của nhà họ dạng sao? Lôn Địch Thanh lắc đầu nói cũng không hẳn là vậy. Trong núi có một số đất không phải là của nhà họ dạng. Tuy nhiên Phần lớn dân quê đều là tá điện của dạng lão gia hết. Trần Thực lại hỏi Vậy phụ nhân đó về sau thì thế nào hả? Lương Địch Thanh đáp Không rõ Người trong quán trà kể tới đó được ngừng Có lẽ là phụ nhân đã chết vì nhịn tiểu Hoặc là có thể chịu khuất nhục trước dạng lão gia Nhưng mà mấy câu chuyện dùng quê như vậy Thường không có kết cục rõ ràng Những cái chuyện này chắc chắn là thật Vì ruộng đất của dạng lão gia rất là nhiều Lý Thiên Thanh như có điều suy tư Nói dạng gia ở Thanh Châu được xem như là một thế gia. Nhưng mà trong tỉnh khác, rất là nhiều đại viên chức đều xuất thân từ thập tam thế gia. Tuy nhiên, ở Thanh Châu, nơi trời cao xa hoàng đế, thế lực của thập tam thế gia rất khó chen chân vào được. Luân Địch Thanh nói Ở Thanh Châu, ngay cả tường vũ cũng không thể giữ được chức vị mà không có sự đồng ý của già lão gia Trần thực chợt nghĩ tới Lữ Tùng cái viên chức quản lý muối đã chết dưới tay của Lý Thiên Thanh đêm trước chỉ nghe qua cái tên thôi đã biết hắn không thuộc thập tam thế gia <laughs> chịu gia ở Tân Hương cũng vậy Trần Thực nói trước đây thế lực của Tân Hương thuộc về chịu gia từ tường phố cho đến quyền lệnh đều là người của họ chịu hoặc là các tiểu thế gia khác Lý Thiên Thanh lắc đầu nói chịu gia có thể đứng dẫn ở Tân Hương là nhờ lý do của ta dung túng muốn họ tìm kiếm lăng mộ chân dương thăm dò sự thật về ngôi mộ các thế gia còn lại cũng có cùng ý định sau khi kiệu gia suy tạng thập tam thế gia lại nắm quyền tại tăng hương không còn chỗ cho các tiểu thế gia khác đâu trần thực hỏi kiệu gia ở tăng hương có hậu thuẫn từ thập tam thế gia vậy còn dạng gia ở thanh châu thì sao một dạng gia không có bối cảnh có thể độc chiếm Thanh Châu được sao? Lý Thiên Thanh sửng lại Những gì Loan Địch Nhân vừa kể về vạn gia Có quá trình quật khởi Có sự giàu có Và có quyền lực của họ Nhưng mà lại không có bất kỳ thông tin nào Về bối cảnh của vạn gia Vạn gia không có bối cảnh Thì làm sao có thể sở hữu quyền lực che trời Ở Thanh Châu được chứ Ruộng đất của vạn gia Trải dài vô tận trồng nhiều các loại cây cối và thảo dược. Những cây thuốc quý hiếm được canh giữ bởi nhiều tu sĩ ở gần đó. Trên thực nhìn những tu sĩ này, mỗi người đều có thực lực không tầm thường. Không ít trong số đó là những cử nhân đã luyện thành kim đan. Họ cũng là những dược nông làm việc cho vạn gia. Tuy nhiên, một cao thủ như là Loan Địch Thanh vẫn rất là hiếm trong số các dược nông. Vị trí của hắn trong nhóm dược nông khá cao khi mà những dược nông khác nhìn thấy hắn đều chào hỏi Long đệ thanh tại sao ngươi lại hại chúng ta lý thiên thanh không kìm được mà hỏi ngươi trồng dược liệu có liên quan gì tới chúng ta chứ Lôn Địch thanh ngập ngừng một lúc rồi đáp ta chồng dược liệu khác với những người khác ta chồng thuốc trường sinh các người đã giết dược phân của ta ta không thể giao nộp được nên buộc phải ra tay với các người Dược phân Trần Thực và Lý Thiên Thanh nhìn nhau Thắc mắc không biết dược phân Dùng cho thuốc trường sinh là cái gì Lôn Địch Thanh Vẫn ngồi tới ruộng thuốc của mình Nơi này nằm gần sơn mạch Được cái dòng suối lên mạch Từ trong lông mạch ở trong ngọn núi Tưới cho cây thuốc Phân chia thành các linh viên khác nhau Cấu trúc của linh viên cũng không giống nhau Có linh dược ưa bóng râm thì được dùng đá núi và cây cối để che chắn. Linh dược ưa nắng thì trên công trung được treo gương sáng để phản chiếu ánh mặt trời. Có cả tu sĩ đang điều khiển thần tham để chiếu sáng bằng thần quang. Có linh dược ưa khô hạn thì tu sĩ dùng pháp thuật hệ quả cùng với hệ phong để làm khô đất. Có linh dược ưa khí lạnh thì được tu sĩ sử dụng pháp thuật băng quyết để tạo ra linh viên hàng lạnh. Nơi này còn có những lưu hương được đặt cạnh linh dược. nhang khói không ngừng tỏa ra, nuôi dưỡng linh tính cho dược liệu. Trong linh viên, có nhiều linh dược đã thành tinh, tính toán quá thành hình của những tiểu đồng tử cao cỡ bàn tay, chạy tới chướng lưu hương để hút linh khí từ trong nhang khói. Trần Thực và Lý Tiên Thanh nhìn quy mô của linh viên này mà trợn tròn mắt. Trần Thực nói, cái mà các ngươi gọi là dược phân Chính là tạp vật mà các ngươi nuôi dưỡng Có phải không? Lôn địch thanh gật đầu Thở dài nói Hơi... Lúc ta nhận việc Làm dược nông này Ta đã biết cách làm này không có đúng Nhưng ta phải kiếm sống nuôi gia đình Và lão gia cho ta tiền Cho ta công pháp và pháp thuật Để tu luyện Nhi tử ta mới có thể đi học tư thục Phụ thân ta mới có tiền chữa bệnh mà sống Trần Thực nói: "Vậy nên, phù lục năm quái của ngươi là do dạng lão gia truyền dạy? Dạng lão gia là phù sư nam phái hả?" "Phù lục nam phái, phù sư nam phái gì?" Lương Địch thanh ngẩng người, Trần Thực nói: Thủ đoạn tạo ra tạp vật, về điều khiển tạp vật của ngươi chính là phù lục nam phái, môn phái này là" Lương Địch Nhân cắt ngang lời của Trần Thực, lắc đầu, nói: chúng ta không tạo ra tà vật và lão gia chỉ truyền cho ta pháp môn điều khiển tà vật thôi tà vật ở trong thanh châu đều là tự nhiên mà có trần thực chấn động trong lòng các người có thể điều khiển tà vật tự nhiên hả Long địch thanh đáp dĩ nhiên là tài vật tự nhiên rồi không lẽ trên đời này lại có người có thể tạo ra tà vật sao hắn vô cùng kinh ngạc mà trần thực cũng sững sờ cả hai người đều có những nhận thức cố hữu của riêng mình. Trần Thực cho rằng tà vật trời sinh không thể bị kiểm soát được. Còn Loan Địch Thanh thì lại tin rằng tà vật chứ có thể do trời sinh, không có khả năng là do con người có thể chế tạo ra chúng. Khoảnh khắc này, nhận thức của cả hai đều đã bị phá vỡ. Trần Thực là người đầu tiên trấn tĩnh lại, hỏi Pháp thực mà dạng Lao gia truyền cho các ngươi có thể điều khiển được tạp vật. Sau khi các ngươi kiểm soát được tạp vật, thì sẽ làm gì? chân thả. Lương địch nhân nói, thanh châu chính là một bãi chân thả. chúng ta là những người dược nông, phải giữ cho những tà vật này để chúng không được chạy ra khỏi thanh châu vào ban đêm. còn ban ngày khi mà chúng không còn nhiều sinh lực, chúng ta thu thập dược phân từ chúng nó để bón thêm cho các linh dược. thanh châu là một bãi chân thả. trần thực và lý tiên thanh mở to mắt, cảm giác như là cả thế giới này đang xoay tròn tà vật Chính là những con cừu được chân thả Vậy thì ai là những đám cỏ Bị những con cừu này ăn mất đây Đã kết thúc tập 123 của bộ truyện Cảm ơn các bạn đã theo dõi Nếu các bạn thấy hay Hãy cho thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha Hẹn gặp lại các bạn ở tập 124 của bộ truyện Đại đạo chi thường của tác giả Trạch Trương nhé.